thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán sẽ có sự kiện lớn liên quan đến dịch Covid-19 vào ngày 20 tháng 6. Giữa đợt dịch Covid-19 đang hoành hành tại Ấn Độ, thần đồng tiên tri 15 tuổi tiếp tục đưa ra một số dự đoán của mình về thế giới trong tương lai. Anand, 15 tuổi, được ca ngợi là thần đồng tiên tri Ấn Độ, người từng dự đoán chính xác đại dịch Covid-19, mới đây đã đăng tải một video mới lên kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt theo dõi của mình. Nội dung video nói về việc làm thế nào để chúng ta ngăn chặn đợt dịch tiếp theo. Thần đồng tiên tri Anand cho biết tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ trong 2 tháng qua thật đáng buồn. Khi đợt dịch thứ hai bùng phát mạnh mẽ khiến hệ thống y tế nước này sụp đổ, Anand tin rằng nếu chính phủ, các nhà khoa học và cả những người dân bình thường có thể làm theo thực chiêm tinh cổ đại và y học cổ truyền từ tổ tiên thì có thể tìm ra cách phòng chống dịch bệnh. Anand nói rằng khi các nhà khoa học và chính phủ các nước nói về phòng chống dịch bệnh, mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất của họ là tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, Anand lại tin rằng tiêm chủng không phải là giải pháp cho vấn đề này. Anand lấy ví dụ về Chile, những quốc gia từng có tỷ lệ tiêm chủng thuộc top cao nhất thế giới. Israel và Vương quốc Anh cũng có tỷ lệ tiêm chủng nhanh chóng, nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát. Anand cũng đặt ra câu hỏi về biến chủng mới của virus và tin rằng vào ngày 20 tháng 6 tới đây, một sự kiện khủng khiếp liên quan đến đại dịch Covid-19 sẽ xảy ra. Anand tin rằng khả năng miễn dịch tự nhiên của con người là hiệu quả nhất và đây cũng là chìa khóa để đánh bại đại dịch. Anand cho rằng nếu mọi người cùng nhau đoàn kết, nâng cao sức khỏe tổng thể, duy trì lối sống lành mạnh thay vì phụ thuộc vào thuốc, thì cuộc khủng hoảng có thể giải quyết ngay cả khi đợt dịch tiếp theo xảy đến. Từ góc độ chiêm tinh học, thần đồng tiên tri 15 tuổi cho rằng thế giới có thể phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn hơn, nên cần chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, Anand tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm có dấu hiệu khả quan và tình hình kinh tế của thế giới sẽ cải thiện vào tháng 5 năm 2022. Trước đó, cái tên Anand đã được truyền thông thế giới để ý đến khi đưa ra những lời tiên tri về tương lai thế giới dựa vào chiêm tinh học. Chưa nói đến khả năng tiên tri, bản thân Anand đã là một thần đồng khi ở tuổi 14. Cậu đã có văn bằng tốt nghiệp sau đại học về vi sinh vật Ayurveda, là người trẻ nhất tại Ấn Độ tốt nghiệp văn bằng này. Hiện tại, Anand đã thực hiện nghiên cứu về chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính tại Đại học Chiêm tinh Deviya Jyothi. Cậu bé có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Phạn. Anand được cho là đã dự đoán chính xác một số sự kiện trên thế giới. Nổi tiếng nhất chính là việc tiên đoán sự xuất hiện của dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc từ cuối năm 2019, sau đó lây lan ra các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào lời dự đoán của cậu bé này.